Để chúng hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm 1994, chúng ta tại sấm thượng trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta đi sang phần thực tập và những hơi thở ý thức có liên hệ tới tâm thần. Chúng ta ôm lại bốn cái hơi thở thuộc về cảm thọ. Hơi thở thứ nhất là vị giác. Tôi thở vào và tôi có cảm thọ mừng vui. Tôi thở ra và tôi có cảm thọ mừng vui. Lạc giác. Tôi thở vào và tôi cảm thấy có hạnh phúc. Tôi thở ra và tôi cảm thấy hạnh phúc. Thứ ba là thọ giác. Tôi thở vào và tôi có ý thức trọn vẹn về cái cảm thọ hiện tôi đang có. Dù cảm thọ đó là thọ, khổ thọ hay là xả thọ. Và hơi thở thứ tư tức là an tịnh thọ giác. Tôi đặt tôi vào và làm cho cái cảm thọ của tôi an trở lại, tỉnh trở lại. Tôi đặt tôi vào, tôi ra và làm cho cái cảm thọ của tôi an trở lại, tỉnh trở lại. Trong tác phẩm mà giải bắt đầu Vibhuti Magga tác phẩm này là một tác phẩm được viết trước tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận. Thanh Tịnh Đạo Luận của thầy Phật Âm được viết bằng tiếng Pali và nó là Visuddhimagga. Nó được viết nó được viết sau giải thoát đạo luận. Giải thoát đạo luận đã được dịch ra chữ Hán, nằm ở trong bài tạng chữ Hán. Và khi mà thầy Phúc Âm viết Thanh Tịnh Đạo Luận thì thầy có được tham khảo cái tác phẩm giải thoát đạo luận, có thể là viết bằng tiếng Pali rồi dịch ra tiếng tiếng Hoa chữ Hán. Thì tác giả Thánh Giải Thoát Đạo Luận Vimutti Maga nói rằng tâm thành ở đây là thọ và là tưởng. Tức
Tại vì trong kinh có dùng chữ tâm hành. Tôi đang thở vào và làm cho thân hành tôi an tịnh trở lại. Tôi ra, tôi đang thở ra và làm cho cái thân hành tôi an tịnh trở lại. Ở đây mình để chữ thọ thay vì chữ tâm hành, là tại vì bốn cái thở này cái chủ đề của nó là thọ. Vậy thì giải pháp đầu lượng các nghĩa tâm hành đây là tướng và là thọ, nhưng mà sự thực ở đây nó chỉ là thọ thôi. Cố nhiên là tướng nó cũng có dính líu tới, nhưng mà cái chủ lực của bốn hơi thở này là thọ, tức là chăm sóc về khả năng. Nếu chúng ta nhớ cái biết nếu chúng ta nhớ cái quyết thì chúng ta thấy rằng thọ là cái gì đó giữa sắc và tưởng. Tôi thấy sắc là cái thân thể của chúng ta, để thọ tức là những cái cảm giác của chúng ta, và kế tiếp là những cái tri giác của chúng ta, rồi những cái tâm hành khác, và cuối cùng là thức. Vậy thì những cảm giác của chúng ta nó có thể có nguồn gốc từ sắc. Ví dụ như khi mà chúng ta đau răng, chúng ta có cái răng sâu thì chúng ta có một cảm thọ đau khổ, và có những cái cảm thọ bắt nguồn từ thân thể của chúng ta. Nên khi mà chúng ta thở vào và thở ra, và chúng ta nhận thức cái tâm hành của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái cảm thọ đó nó có gốc gác, nó có nền tảng về sắc hay là về tâm, tức là về tưởng. Khi mà chúng ta có một cái tưởng thì cái tưởng đó có thể đem lại một cái lạc thọ hay là một cái xả thọ. Cái tưởng nó có thể sai lầm hay là không sai lầm, nhưng mà cái tưởng đó cũng có thể đem lại lạc thọ hay là khổ thọ. Ví dụ như là chúng ta thấy buổi sáng mai trời trong, mặt trời lên, có tiếng chim hót, thì quả thật là trời hôm nay trong xanh, trời hôm nay có nắng, và trời hôm nay có tiếng chim hót, thì cái tưởng của chúng ta không phải là vọng tưởng, là tri giác đúng đắn. Và cái tri giác đó có thể đem tới cho chúng ta một cái lạc thọ, tức là chúng ta cảm thấy mình vui là ngày hôm nay đẹp, ngày hôm nay tốt, chúng ta có ăn uống gì này. Nhưng mà có khi cái tưởng đó nó đem cho chúng ta những cái cảm thọ không có được hạnh phúc. Ví dụ như là tự nhiên gọi điện thoại cho biết là em trai của chị vừa mới đến tin mà qua đời ở India, thì cái đó cũng là một cái tin nhắn. Và khi mà chúng ta có cái tin nhắn đó thì chúng ta có một cảm hứng tốt đó, tại vì chị tự nhiên là một người trong gia đình tâm thất, và khi chị tự nhiên có một cái tin buồn thì chúng ta buồn, thì chúng ta cũng buồn, từ vì cái cảm thọ đấy nó có nguồn gốc từ cửa. Hay là khi chúng ta đi ở trong hoàng hôn mà thấy một cái con rắn, và chúng ta sợ quá, chúng ta hét lên, chúng ta chạy, thì cái con rắn đó
Thế là con cái đó là đối tượng cùng cái tượng, cái gì đấy. Nếu nó là con cái thiệt á, thì chúng ta cũng có cốt thôi. Và nếu nó không phải là con rắn mà chỉ là sợi dây thôi, thì chúng ta cũng có cái sự sợ hãi. Vì vậy cho nên cái tượng về con rắn nó đang tới một cốt thôi. Và vì vậy cho nên chúng ta nói rằng những cái cảm thọ chúng ta có thể có nguồn gốc từ sắc hoặc là từ cơ. Cho nên bốn thọ này, bốn cái hơi thở này nó có mục đích chăm sóc cái thọ chúng ta, và thọ chúng ta có liên hệ tới tượng, thọ chúng ta có liên hệ tới sắc. Nói như vậy chúng ta. Còn hành đây tức là tâm hành. Tâm hành tức là tất cả những cái hiện tượng của tâm. Trong đó có thọ, có tưởng, và có 49 loại tâm hành khác nhau. Cùng với hai cái loại kia, thọ và tưởng, là 51 tâm hành. Học phải Kerala thì nói có 52 tâm hành. Còn học phải YouTube thì nó có 51 tâm hành. Tâm hành nó như là những cái đợt sóng, nó nổi lên trên mặt nước. Và thức ấy, tức là nước. Tâm hành với thức là một. Tâm hành là cái hiện của thức, và thức là cái bản chất của tâm hành. Thành ra thọ tưởng và hành nó cũng là thức, nhưng mà đứng ở phương diện đối tượng mà nói. Còn thức ấy, là cũng là 51 tâm hành, nhưng mà đứng ở phương diện tiềm ẩn mà nói. Tiềm ẩn tức là nó chưa phát hiện. Vậy thì ba cái mức biết này, thọ tưởng và là cái tâm thức đang được biểu hiện. Còn thức á là tâm thức nó tiềm tiềm ẩn. Ví dụ như khi chúng ta có một cái cảm thọ buồn đau, thì cảm thọ buồn đau đó nó có mặt ở đây. Nhưng mà có thể 2-3 phút sau thì chúng ta không có thấy cảm thọ buồn đau nữa. Có người tới chọc cười chúng ta cười lên rồi chúng ta không thấy cái cảm thọ buồn đau nữa. Thì cảm thọ buồn đau nó đi đâu? Cảm thọ buồn đau nó chìm xuống cái phần thâm sâu của nó biến thành ra một cái hạt giống. Nó không có mất đâu, nó trở về trạng thái của hạt giống và được tiếp tục. Rồi mai mốt đó, mà có người mà tới cái tầm những cái chứng tử này thì cái hạt giống bồ đau sẽ nó sinh, sẽ sinh khởi trở lại đây, và mình đã từ có một cảm thọ bồ đau, từ một cảm thọ bồ đau đó luôn còn, nhưng mà chỉ lúc đó nó mới điều hiện mà. Ví dụ như chúng ta có những cái hạt giống của con mẹ đứt ruột, là con lòng. Mà tại vì 3-4 năm đi tu là chúng ta cũng không nghe những cái bài nhạc đứt ruột, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có đứt ruột nữa. Nhưng thực sự hạt giống đứt ruột nó vẫn còn. Nó chỉ cần ngồi nghe được những nửa giờ, là những cái hạt giống của con mẹ đứt ruột nó phát hiện sự luôn. Vậy thì không có ở đây, nó không có nghĩa là không có. Không có ở đây tức là không biểu hiện, mà không biểu hiện tức là nó có, nhưng mà nó có tiềm tàng trong thức. Vì vậy cho nên thức ở đây là tổng thể của những hạt giống của tâm, là tê-la-bi-ti, đi-vi-ta-ma-tô, đi-sơ-ma-ma-s, đi-vi-ta-ma-tô, the totality of the six. Of
mental formations. Điều này cho nên gọi là nhất thiết kiểu. Nhất thiết kiểu thức mạnh. Nhất thiết kiểu thức. Tức là cái tâm thức mà nó gồm có tất cả các giống. Chúng là giống. Nhất thiết là tất cả sản ra. Đi ra. Đi ra cả. Đi ra là giống. Và xa xa là tất cả. Vậy thì trong năm uẩn, mình thấy bốn uẩn là thức rồi. Một uẩn là thức căn bản. Và ba uẩn là thức nguyện. Tâm hành, ý là thức. Tâm hành là thức khi có thiện. Thức là tâm hành khi là nhận. Còn sắc là sắc. Tưởng là chi giác. Chúng ta đừng có làm tưởng chỉ là sự tưởng hay là tưởng tượng. Thì cái tưởng đây là chi giác. Tri giác là gì? Tri giác tức là cái hình ảnh, cái ý niệm, cái ý tưởng mà chúng ta có về một cái sự vật. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái ý niệm về thành phố Paris. Tất cả chúng ta đây, người nào cũng có một ý niệm về thành phố Paris. Có người đã đi Paris 10 ngày, có người đã Paris 10 năm. Và cái hình ảnh về Paris cũng giúp chúng ta để khác nhau. Thì cái hình ảnh đó là tưởng. Cái tri giác của tôi về Paris không giống cái tri giác của anh về Paris. Là nó Paris tự thân. Nó có thể rất khác về cái tri giác của chúng ta về Paris. Thì cái tri giác của chúng ta về một sự vật hay là về một người hay là về một vấn đề, cái đó là tưởng. Our idea, our notion, our concept of something, thế đó là tưởng. Ví dụ như mình có một sự gì, mình có thể có một cái tưởng về sự gì, một cái ý tưởng về sự gì, và cái ý tưởng đó của mình về sự gì có thể đúng, có thể sai. Mà ý tưởng khi mà của mình về sự gì, khi mà nó hoàn toàn tuyệt đối đúng thì đó là buồn rồi. Tại không bao giờ mình có thể có một ý tưởng hoàn toàn đúng về sự gì của mình. Tại mình lại còn mê mờ, tại nó mình phải cẩn thận. Cũng như thành phố Paris, cô định nhân của Paris rất lâu và sự gì dự đạt đi Paris có 10 ngàn thôi. Thì chúng ta có thể nói là ý niệm, cái tưởng của cô liên viên về Paris nó đúng hơn. Nhưng mà nó không đúng hoàn toàn. Rồi nếu mà cô liên viên ở Paris thêm 10 năm nữa thì cô mới thấy là cái thấy của mình, cái biết của mình về Paris.
không phải buộc là một cái đối tượng vô thường. Chúng ta có thể không biết mình là buộc rất là nhiều, rất là nhiều. Và nhờ cái sự tu học, nhờ sự quán chiếu mà càng ngày cái biết nhận được buộc của chúng ta nó càng được phát là đây chúng ta có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, đơn giản hơn. Tại vì vậy cho nên tốt một cái gì có thể là như vậy. Và khi mà cái tưởng của mình nó đầy dễ những sai lầm thì nó tạo ra rất nhiều cái khổ. Mà thiên tập đó tức là pháp vọng tưởng, pháp vọng những sai lầm tưởng để mình có thể đạt tới cái thực tại một cách trực tiếp. Khi mà chúng ta học về năm một sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta phải có một cái ý nhìn khá rõ ràng về năm cái yếu tố này của con người và vũ và tưởng. Nó là như vậy, tưởng tức là cái tri giác của mình, cái anh gọi là perception. Các người nào về công vụ mà về có tu kể thì hãy nên nghe lại hai cái bài giảng vừa qua của pháp tu, nó rất quan trọng cho cái sự tiếp tục của chúng ta. Khi mà chúng ta đọc kinh có niệm hơi thở thì hiểu biết là hơi thở thứ năm, là giác là hơi thở thứ sáu, thọ giác là hơi thở thứ bảy và an tịnh thọ là hơi thở thứ tám. Bây giờ chúng ta đi sang hơi thở thứ chín, nó thuộc về tâm nhưng mà kỳ thực nó là tâm hành. Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm. Và hơi thở thứ chín mà cũng là hơi thở thứ nhất, nó liên hệ với tâm thần, tức là hơi thở tâm giác. Tâm giác nó có nghĩa là tâm hành giác. Và chúng ta biết rằng tâm hành đây là có 51 loại mà họ là một loại. Vậy thì tâm hành giác nghĩa là khi tôi thở vào, tôi tiếp xúc và tôi nhận diện cái tâm hành đang có trong tôi. Cái tâm hành đó có thể là sự sợ hãi của chúng ta, hay là sự buồn rầu của chúng ta, hay sự lo lắng của chúng ta, hay sự giận hờn của chúng ta. Và chúng ta có tới 51 tâm hành. Và khi mà chúng ta thở vào và thở ra thì chúng ta phải biết cái tâm hành nào nó đang có mặt ở trong ta, và ta nhìn được nó, ta ôm lấy nó. Trong kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, tức là cái kinh mà đi theo một cái kinh quán niệm hơi thở như bóng cái hình, thì cũng có dạy rằng trong khi mà chúng ta quán niệm một cái hiện tượng thì chúng ta phải có cái thái độ gọi là bất nhiên của sự quán niệm. Bất nhiên nghĩa là không có phân biệt ra đây là chủ thể của quán niệm và đây là đối tượng của quán niệm. Rồi thì vậy cho nên trong kinh niệm xứ nó có lặp đi lặp lại là quán niệm thân thể
trong thân thể, quan niệm thân thể như là thân thể, quan niệm cảm thọ trong cảm thọ, quan niệm tâm hành trong tâm hành, quan niệm tâm các pháp trong các pháp. Quan niệm thân thể trong thân thể tức là khi mình đem chánh niệm mà mình tiếp xúc với cái thân thể của mình thì mình đừng có cái thói quen phân biệt mình là cái chủ thể quán niệm và cái thân thể của mình là cái đối tượng của quán niệm, mà mình phải trở thành một với là cái đối tượng của quán niệm. A contemplation of the body in the body, contemplation of the feeling in the feeling. Cái đó là trong kinh mà được luôn đọc lại. Ví dụ như khi mình nhìn màu xanh của da trời, nếu mình nhìn sâu sắc đó, thì tự nhiên cái ranh giới giữa người nhìn và cái bầu trời màu xanh nó biết. Và lúc đó mình có cảm thấy mình là màu xanh của da trời, thì cái tiếp xúc đó mới là sâu sắc. Và mình mới có thể đi tới một cái sự nhận thức sâu sắc, cũng như là trong tiếng Pháp nó có cái lần được compound này. Cái tiền từ con và cái hậu từ con, compound thì có nghĩa là hiểu, có nghĩa là muốn hiểu cái gì đó thì mình phải cầm cái đó lên và mình trở thành một với cái. Thì cái này cũng vậy, khi mình quán chiếu một cái gì đó mà nếu mình còn đứng ở ngoài cái đó mà nhìn với cái cách một quan sát viên thì cái thế đó nó chưa sâu. Mình phải đi vào trong cái xương thịt của cái đối tượng quán chiếu, mình nhập làm một với nó thì mình mới có thể hiểu nó một cách sâu sắc. Ví dụ như là mình có một sứ em mà mình muốn hiểu sứ em thì mình có thể nào gia hạn mình ở trong cái địa vị của sứ anh mà có thể hiểu được. Mình phải bỏ cái sứ anh của mình đi, mình phải đi vào gia thì cái hoàn cảnh của sứ em mình thì mình mới có thể hiểu sứ em mình. Tức là mình sẽ xóa nhòa cái ranh giới giữa sư anh và sư em, mình trở thành sư em thì mình mới có thể hiểu được sư em. Đó là cái phương pháp bất nhị của con người. Cũng như cái ông chủ mà tiếp một người khác, một cô gái đi tìm sở lại, thì ông chủ đó có thể dương mắt lên nhìn cái người kia từ đầu tới cuối, có cái hình thức của cái cô này như thế nào, có thể làm cho tí được không. Và ông vẫn đứng trên cương vị của một ông chủ để nhìn cái đối tượng. Nhưng mà nếu ông là một người khác hơn, ông đặt mình vào địa vị của cô gái thì tự nhiên ông thấy rằng cô gái đang run sợ. Một cái tiếng nói của ông là được tôi chấp nhận hay là không tôi có thể chấp nhận cô, nó quyết định cả cái đời của ông. Để lương tiền, công ăn việc làm, để nuôi mẹ, nuôi em, tất cả cái đó nó nằm trong cô. Và nếu ông chủ mà tôi đặt mình vào trong cái tư thế, trong cái hoàn cảnh, trong cái gia đình của cô gái thì ông chủ sẽ hiểu được cô gái hơn. Còn ông đứng ngoài, ông ngó như là con vật
ông ngõ như là một cái người đi mua bò hay là về để làm thịt, thì ông có thể hiểu được cái đối tượng quán chiếu của ông. Và quán chiếu ở đây nó có nghĩa là mình trở thành một với là đối tượng quán chiếu thì mới có thể có một cái nhìn sâu sắc. Cái đó là cái nhìn tốt nhất. Vì vậy cho nên khi mình muốn hiểu thứ ăn của mình hay là khi mình muốn hiểu thứ ăn của mình thì mình phải tháo tôn cái răng gì đó dưới mình đó mình đó. Và mình phải đền nước mình với mình thì mình có thể hiểu được. Có một cái câu chuyện mà người ta thường nói là có cái hộp muối kia. Cái hộp muối kia nó đặt ra câu hỏi, nó đứng trên bờ biển, nó đặt ra câu hỏi là nước biển nghe nói là mặn, nhưng mà nước biển mặn tới cái mức độ nào? Nó không biết, nó muốn còn phần. Tại hạt muối là mặn rồi, nhưng hạt muối đặt câu hỏi là nước biển nghe nói mặn, nhưng mà mặn tới cái mức độ nào? Cái đề về là salinity của nước biển là nó thế nào? Thì lúc đó có một người trả lời, nếu mà con muốn biết nước biển mặn tới mức độ nào thì cái phương pháp hay nhất là con rơi xuống biển. Con rơi xuống biển, con tan thành một với nước, thì lúc đó cái hiểu biết của con về cái độ mặn của nước biển nó là một cái độ hiểu biết tự nhiên. Tại vì con đã thành ra nước biển rồi thì con biết là nước biển nó mặn tới cái mức nào. Còn con đứng trên bờ mà con cứ hỏi nước biển mặn tới mức độ nào thì không bao giờ con biết được. Và vì vậy cho nên hạt biển nhẹ xuống biển trở thành ra nước biển, và cái biết của hạt muối về nước biển là một cái hiểu biết đúng không? Còn trong cái quán niệm về thân thể, tâm thân thể có nghĩa là tâm khi mình lấy thân thể mình, lấy gan, lấy tim mình làm đối tượng quán chiếu thì mình phải trở thành cái đối tượng quán chiếu đó mới có thể hiểu được cái bản chất, cái niềm đau, cái tự tâm của cái đối tượng của mình. Ví dụ tôi đang thở vào và có ý thức về lá gan của tôi đang thở ra và mỉm cười về lá gan của tôi, thì khi mà mình thở vào một hơi dài và thở ra một hơi dài và mình tiếp xúc và mình mỉm cười với lá gan của mình thì làm thế nào để mình trở thành lá gan của mình? Lá gan của mình không phải là một đối tượng khách quan mà nó trở thành chính mình. Và chính nhờ cái thái độ đó, cái phương pháp đó mà mình biết rằng cái lá gan của mình là chính mình. Cái lá gan của mình đang rên xíu, cái lá gan của mình đang đau khổ vì cách của mình ăn uống trong đời sống hàng ngày. Và mỗi khi mình ăn một cái gì hay là mình uống cái gì nó có liên hệ tới cái sự an nguy của lá gan. Và đôi khi mình làm khổ cái lá gan của mình mỗi ngày mà mình không biết. Và khi mình đã trở thành lá gan của mình rồi thì mình thấy được tất cả những cái nỗi niềm, những cái khó khăn, những cái tình trạng của lá gan đó. Và cái đó là cái tình trạng. Rồi mình biết là mình sẽ phải làm cái gì để nghiên cứu như thế nào để cho lá gan của mình nó có cái sự giải thoát, nó có sự thay đổi, nó có sự an toàn. Cái đó gọi là quán niệm thân thể trong thân thể. Khi mà chúng ta quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, cái cảm thọ đó
mình phải đồng nhất với nó. Mình phải phá tung cái ranh giới giữa cái chủ thể quán niệm với cái đối tượng quán niệm. Có nhiều người nói rằng cái cảm thọ của mình là cái cảm thọ vui hay là buồn, dễ chịu hay là khó chịu, nó đều cũng phải là mình cả. Vì vậy cho nên tôi thật vào và biết rằng cảm thọ này không phải là tôi. Tôi thật ra và biết rằng cảm thọ này không có dính liền gì tới tôi, nó như vậy cũng không có đúng. Nếu mình nói rằng tôi chỉ là cái cảm thọ này thôi, tôi không phải là cái gì nữa hết thì cũng không đúng. Mà nói rằng cảm thọ này nó không phải là tôi, nó không dính liền gì tới tôi hết thì cũng không có đúng nữa. Vì vậy cho nên cái thái độ đứng đắn không phải là cho rằng mình chỉ là cái cảm thọ đó, hoặc là cho rằng cái cảm thọ đó nó không phải là mình, mà cái thái độ đứng đắn là khi mình quán chiếu một cảm thọ thì mình đừng có coi cảm thọ là cái gì nó có dính líu tới mình. Quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, mình đọc cái niệm xứ mình thấy luôn luôn buộc dùng cái thành ngữ đó, quán niệm hơi thở trong hơi thở, quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm cảm thọ trong cảm thọ. Và điều gì đến nhất là mình biết rằng khi mà mình không có đặt mình vào địa vị của một người khác, hoàn cảnh người khác, thì mình không có thể nào hiểu được cái mình. Bởi vì cho nên muốn hiểu một cái vật gì, một cái người nào, thì mình phải xóa bỏ tư duy của mình và đặt mình vào trong cái đối tượng quan sát của mình. Vậy thì tâm hành giác có nghĩa là mình tiếp xúc, mình nhận diện, mình ôm lấy cái tâm hành đó, mình trở thành một cái tâm hành đó, cái tâm hành đó. Và như vậy có nghĩa là mình đánh mất mình. Tại cái chủ thể mà tiếp xúc đó, cái chủ thể mà ôm mất đó, cái chủ thể mà đồng nhất nó với là cái tâm hành đó, cái chủ thể đó là tại vì thiền quán nó được làm bằng cái năng lượng chánh niệm. Nếu không có năng lượng chánh niệm thì làm sao có thiền quán? Cho nên khi mà nói rằng mình đồng nhất với cái cảm thọ hay là cái tâm thần này, nó không có nghĩa là mình đánh mất mình bị cái cảm thọ, cái tâm thần đó nó kéo đi. Nói như vậy là không có hiểu. Tại vì quán niệm nó có nghĩa là một cái vùng, là sự có mặt của cái vùng chánh niệm. Và vùng chánh niệm đó nó đang ôm ấp, nó đang quán chiếu một cái đối tượng. Cái đối tượng đó có thể là thân thể, có thể là cảm thọ, có thể là tâm hành. Và khi mà có sự ôm ấp đó, nó có nghĩa là cái chánh niệm còn có mặt. Mà chánh niệm còn có mặt á, thì làm sao mà có cái chuyện bị kéo theo? Không có chánh niệm thì mình sẽ bị kéo theo cái buồn, cái vui, cái sợ của mình, cái đó đi. Nhưng mà khi mà chánh niệm hoàn thành thì không sẽ không xảy ra chuyện. Vậy thì tôi đã trở vào và có ý thức về cái tâm thần đang có trong tôi. Ví dụ cái tâm thần đó là tâm thần diệt, tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang diệt. Tôi đang thở ra và biết là tôi đang diệt. Tôi đang thở vào và nâng niu cái diệt trong tôi, ôm ấp cái diệt trong tôi.
cho bạn tạo ra và ông mất cái nguồn cảm xúc. Thì cái tôi ở đây có nghĩa là cái này, có nghĩa là bà mẹ đang ôm lấy đứa con để chăm sóc, để nâng niu và cũng để làm dịu bớt đi, làm dịu xuống và cũng để quan chiếu để thấy được cái tội lỗi của nó. Thì chánh niệm nó có những cái công năng như là ôm nó, nâng niu, tiếp xúc, làm vơi bớt cái sự đau khổ và quán chiếu để đi tới sự chuyển hóa. Tôi đã thật vào và ý thức được và tiếp xúc được cái tâm hành trong tôi. Thì chúng ta phải nhớ là tâm hành nào thì chúng ta phải gọi tên được cái tâm hành nào. Chúng ta phải gọi được cái tâm hành. Do đó cho nên chúng ta phải thực lòng cái tâm hành. Những cái tâm hành gọi là biến hành, phổ biến, tức là sự các ý thọ từ tư. Những cái tâm hành đặc biệt như là việc thân giải, nguyện vấn đề và những tâm hành khác mình phải học được rồi. Để mình có thể gọi tên, mình có thể nhận diện nó. Trong năm bất tâm hành có những cái tâm hành bất định, nghĩa là những tâm hành nó có thể là tích cực có giá trị xây dựng, cũng có những tâm hành tiêu cực có giá trị gây đổ vỡ, và có những tâm hành tích cực gọi là thiện tâm sở, những cái tâm hành tiêu cực tức là bất thiện tâm sở. Và đây cái người tu là cũng như là một vị chú chùa chú trì, mà mình làm chú trì cái chùa của mình thì mình phải biết cái gì đang xảy ra ở trong cái chùa của mình. Tại 51 tâm hành là những cái nó phát hiện trong con người của mình, và mỗi khi cái tâm hành nào nó phát hiện thì mình phải biết rằng cái tâm hành đó nó có mặt và cái chú thể để mà nhận diện sự có mặt của các tâm hành kia nó cũng là một tâm, nó là tâm hành nhiều, nó thuộc về một trong năm tâm sở đặc biệt và là tâm sở được cảm dùng các giải niệm định về. Điều đó tức là cái ý muốn có một cái tâm hành, thánh giải dạy là mình biết mình muốn gì, resolve animosa niệm, tức là mình nhớ nghĩ, mình nhớ nghĩ, mình suy thức định, tức là mình chuyên chú vào cái đó, là tuệ, tức là mình có một cái nhận thức của nó, mình biết về nó. Và trong năm cái tâm hành này chúng ta thấy rằng tâm hành nào cũng có liên hệ tới cái sự tu học của mình cả. Tâm hành niệm tức cách là nó là nhớ nghĩ, tức
Rồi nó có ý nghĩa là biết những cái gì đang xảy ra. Và chúng ta muốn biết cái gì đang xảy ra trong ta. Và chúng ta quyết định có mặt ở trong ta để tìm ra cái gì đang ở trong ta. Và khi mà cũng như là thầy trụ trì nhìn ở trong chùa có cái gì đang xảy ra trong chùa, và trong cái khi mà nhìn như vậy thì là có cái định tâm, và khi mà có định tâm rồi thì biết rằng có cái gì đã xảy ra ở trong chùa, có những khách nào đang ngồi trong chùa. Hay là có anh công an đang ngồi trong chùa. Và là tự. Và cái công phu kia, cái chủ của sự tu học là gì? Đó là nói về chuyện tu học. Nói về những chuyện khác rất quan trọng. Ví dụ như chúng ta nấu cơm, chúng ta quét nhà, chúng ta học bài, chúng ta phát làm, chúng ta phải dùng tới năm cái tâm sở biến hành. Cái người biến tổ cũng phải dùng tới năm cái tâm sở biến hành. Là mình muốn mẹ cái khóa để đi vào ăn tổ thì mình phải tìm ra cái khóa đó ở đâu, khóa làm nào, cần phải có chú tâm. Rồi khi kia chúng ta mình mới tìm ra được cái phương pháp. Thành ra năm cái tâm sở này gọi là phúc biến. Mà tìm ra xem formation mental tìm ra xem. À mà không phải là phổ biến mà nó đặc biệt gọi là biệt cảnh. Để giải quyết những cái vấn đề đặc biệt. Giờ khi mình nói là phát triển kinh nghiệm hoặc mà xem mang ta là phát triển kinh nghiệm. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc và nhận diện một cái tâm hành thì chúng ta phải dùng hết cả năm cái tâm thần này để làm những việc này. Dịch cũng dạy nhận diện này. Nhận diện nó. Và cố nhiên là có niệm thì mới nhận diện được. Hơi thở thứ hai là tâm. Là tâm gì? Dịch tức là làm cho nó vui, làm cho nó hân hoan. Cho nó hoan hỉ. Tiếng Anh dịch là gladdening the mental formation activity. Gladdening the mental formation activity. Glad tức là vui. Thì chúng ta thấy rằng ở đây Bụt cũng muốn cho chúng ta nuôi dưỡng chúng ta bằng cái cảm thọ. À.
làm những cái việc ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta an lạc, ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta an lạc. Đó là hơi thở thứ 10. Và trong khi ngồi thiền, chúng ta phải biết làm. Tại vì khi mà chúng ta nhận diện những cái tâm hành có trong ta, thì có thể là chúng ta nhận diện những cái tâm hành thiện hay là bất thiện. Bất thiện như là tham, tham dục, giận hờn, u mê, tiêu mạn, nghi ngờ, đó là những cái đó là những cái tâm hành rất là xấu, xấu lắm. Tại vì khi mà những cái tâm hành đó nó có mặt trong ta thì ta khổ, không ta khổ mà nó còn phá hoại cái tình người. Ví dụ như là tâm hành nghi, khi mà mình nghi thì mình thấy đau khổ, cái lòng mình cũng có trong trào. Mình nghĩ thầy, nghĩ bạn, mình nghĩ giáo lý, mình không có niềm tin. Và một người mà có cái niềm nghi như vậy trong người, người đó khổ, người đó sắp tận cô hồn rồi. Tại cô hồn tức là những cái sinh vật mà không có niềm tin. Cho nên mình sống giữa những cái người mà gieo cho mình những cái niềm này là nguy hiểm lắm. Người đó bị khổ đau hay là bị giận hờn, gieo rắc cho mình những cái nghi ngờ trong tâm, những nghi ngờ về buộc, về pháp, về tăng, về thầy, về bạn, thì mình khổ. Cho nên mình biết rằng cái tâm trạng nghi là một tâm trạng có cái cách phá hoại. Và với cái tâm trạng nghi mình có thực tập được. Tại vì nếu mình còn nghi thì mình làm sao mình tập được? Mình phải có đức tin, đức vững, mình mới thực tập. Kiêu mạn cũng vậy. Kiêu mạn là một cái tâm hành nó làm cho mình không có tiến lên được. Mình nghĩ là mình hơn người ta rồi, mình giỏi rồi, mình là người duy nhất lấy được cái sự thật, còn người khác không có giá trị. Thì có cái tâm hành kiêu mạn cũng vậy, có tâm hành ưu mê cũng vậy, có cái tâm hành dần khờ của mình, có cái tâm hành đam mê của mình. Tất cả những cái đó nó người thì trong tâm của mình, thì nó làm cho mình không có thể thực tập được, không có ăn, không có lạc được. Và khi mà mình thở vào thở ra mà mình thấy được cái sự có mặt của một trong cái tâm hành tiêu cực như vậy, thì mình biết rằng mình phải thực tập nhiều lắm. Mình phải ôm bắt những tâm hành đó, mình phải quán chiếu. Nhưng mà nếu mình làm cái điều đó thì mình phải chạy sang cái bài tập kế tiếp và làm cho nó, cái tâm của mình nó vui lên chút nào thì mình có sức mạnh để làm. Mình được uống một chút để cơ thể mình nó mạnh ra chút rồi thì mình bắt đầu uống thuốc điều này. Thì một trong những cái phương pháp mà chúng ta có thể thực tập được mà chúng ta đã học từ trước là ý giác và lập giác. Thở vào làm sao để có cái sự vui mừng, thở ra làm sao để có cái sự hạnh phúc. Và chúng ta đã thực tập một bài, hai bài thiền hướng dẫn từ trước về cái chuyện tạo tác ra những cái cảm thọ hí và những cảm thọ lạc để nuôi dưỡng ta. Cho đây trong lĩnh vực tâm hành buộc cũng vậy, chúng ta làm như vậy đối với các tâm hành khác. Ví dụ mình nhắc tới những cái tâm hành thiện nó có trong mình, những cái tâm hành tích cực nó có trong mình, nhưng mà ít người tu tập, ít người nhắc tới mình biết. Ví dụ như là tâm hành ý, tức là mình có đức tin,
hay là mình biết một hè tàn quý, mình có cái tâm hồn vô tham vô sân vô si, cần tức là sự tinh tấn tinh an, tức là sự nhẹ nhàng. Mình có xả, mình có bất hạnh, mình có tâm sở bất hạnh. Thì mình có thể thực tập như thế này: bất hại là một cái tâm sở mà nó có ảnh hưởng đến mình, tức là mình không muốn làm hại ai. Bất hại tức là ahimsa, tức là bất bạo, mình không muốn bạo động với ai, bạo động bản thân, bạo động bằng ý, và bạo động bằng lời nói. Đối với con sâu con kiến mình cũng muốn giết. Mình trồng rau mà thấy mấy con mát nó ăn rau của mình đó, thì mình cũng có nỡ giết. Mình đang dần đi ra bên đêm, mình bẻ hai cái tay mình gấp, mình để nó đi xa, thì cái đó là tâm niệm bất hại. Và mình hỏi mình là mình có cái tâm niệm bất hại đó hay không, thì mình nói hình như là có. Tại là khi mình ăn chay thì cái sự ăn chay của mình cũng phải do người ta bó buộc, mà thực sự là do cái tâm niệm bất hạnh của mình, cái tâm hạnh bất hạnh. Thì khi mình đã vào, mình nhận diện được rằng tâm người mình nó có cái hạt giống của tâm sở bất hạnh. Tôi đang thở vào và tôi tiếp xúc cái hạt giống có tâm hành bất hại trong tâm. Khi đó mình thấy là mình có cái tâm hành bất hại. Và khi mình thở ra, mình nói là thở ra, tôi cảm thấy vui mừng vì tôi có cái hạt giống của tâm hành bất hại. Cái đó là letting in the mind, I breathe in. Letting in the mind, I breathe out. The mind ở đây tức là tâm. Ví dụ như tàn quý, tàn tức là một tâm sở thiện, tàn tức là mình biết mắt, mình biết hết hẹn với chính mình. Khi mà mình làm cái điều gì mà không có hay lắm, có thể làm cho mình cái khổ, có thể làm cho cái tình trạng nó đen tối là chút xíu, mà mình biết từ xét mình là mình mắc cỡ đã làm điều đó, thì nó có nghĩa là mình có cái hạt giống của tâm sở tàm. Mà theo đạo Phật thì tâm sở tàm là một tâm sở rất tốt, rất quý. Người mà không có cái sự mắc cỡ, tự hẹn thì không có thể đi xa được. Vì vậy cho nên thở vào tôi biết là tôi có khả năng tự hẹn. Thật ra tôi nghĩ tôi cảm thấy mừng vui tại vì cái tâm sở của thầy. Còn quý cũng có nghĩa là biết mắc cỡ với người khác, biết mắc cỡ với người khác, tức là không có mặt dạ mày dạ, không có thèm đếm xỉa tới cái người khác, những người khác sang gen mắc cỡ của mình, tàn tức là mắc cỡ với chính bản thân mình, và quý tức là mắc cỡ với người khác. Và cái sự kiện là mình biết mắc cỡ với người khác, nó chứng tỏ rằng mình có tâm sở quý
đòi hỏi một cái được không? Ví dụ như là mình vắng mặt mình thiền nhiều lần quá, và khi mình thấy cái này của mình hay chị em của mình thì mình dễ mắc sợ, và do chính cái sự mắc sợ đó khiến cho mình đi ngồi thiền được hơn, đi thiền hành được hơn. Đó là cái sự mắc sợ trước sự hiện diện của người khác gọi là quý. Còn mình một mình thôi trở về mình mà thấy cơ thể, cái đó là tâm, thì thở vào và thở ra mình nhìn những cái tâm thần đó, và khi thấy có những cái tâm thần đó thì mình lấy vào hạnh phúc. Và trong khi mình hạnh phúc như vậy thì mình tưới tập cái tâm thần thiền đó của mình rất là tốt. Vô tham là một tâm thần rất tốt. Tham tức là bị dính mắc. Dính mắc vào cái gì đó? Mình có đang bị đam mê vào cái gì không? Một cái danh nào, một cái lợi, một cái sắc nào. Mình biết rằng cái người mà bị dính mắc thì người đó không có tự do. Người đó cái tâm không có đây để hành đạo. Bây giờ mình nếu mình thở vào mà mình tiếp xúc được với cái sự kiện là mình đang có cái tâm thần vô tham thì đó là điều rất hay. Có thể là tâm thần vô tham của mình nó có nhưng mà nó chưa có vững mạnh lắm, nhưng mà nó có. Thì khi mà thực tập như vậy mình làm cái nó lớn lên, mình thấy vô tham là căn bản của hạnh phúc. Tại vì chừng nào mình còn ô ấp cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc thì chừng đó mình còn bị ràng buộc, mình còn bị dứt kéo. Còn chừng nào mà cái tâm niệm vô tham của mình nó rõ ràng như vậy thì mình thẳng thắn, mình an trú được trong hiện tại, mình cảm thấy hạnh phúc trong từng phút giây khi đi thiền hành, khi đi chén, khi mình thiền, cảm giúp mình rất lớn về nhà cái tâm niệm vô tham. Thành ra cái phương pháp một trong những phương pháp hay nhất của hơi thở thứ 10 tức là thở vào và nhìn thừa những cái tâm sở hữu ở trong người của mình để cảm thấy hân hoan. Và trong khi mình cảm thấy hân hoan như vậy, mình được nuôi dưỡng và đồng thời cái tâm sở hữu cũng được nuôi dưỡng để phát triển. Bây giờ mình tập trung vài phút cái bài tập này. Và tôi biết là tôi có niềm tin về pháp môn mà tôi đang thực tập. Thật ra tôi cảm thấy mừng vui. Thế và có niềm tin. Thế là có niềm vui.
tôi vào, tôi biết rõ lúc này tôi không đủ vốn học và tiền nghiệp. Thế là tôi cảm thấy mình biết không vốn mắt tiền nghiệp. Tôi vào, tôi biết công việc lúc này, tôi không biết thơ ai cả. Thơ ra, tôi cảm thấy khỏe, nhẹ nhàng. Tôi vào, công việc ra, thật là khoan khoái nhẹ nhàng. Chúng ta hãy làm cho mình, hãy chuẩn bị cho mình những cái bài tập như vậy để chúng ta sử dụng trong khi chúng ta làm chung với đại chúng hoặc là ngồi riêng, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái bài như vậy khi mà chúng ta hướng về tìm cho đại chúng. Hơi thở kế tiếp là hơi thở thứ 11, gọi là tâm thành.
của tâm định. Tâm định nghĩa có nghĩa là chúng ta đem hết cái định lực của chúng ta, đem hết cái chánh niệm của chúng ta dồn vào cái đối tượng của cái tâm thần nào không ạ? Tất cả năng lượng và chánh niệm của chúng ta dồn hết vào, chúng ta dồn hết vào cái đối tượng của cái tâm thần đó. Định nó có nghĩa là dồn hết cái năng lượng của chánh niệm mình về đối tượng duy nhất. Cái danh từ chuyên môn là tâm nhất cảnh. Tâm nhất cảnh tức là tâm chỉ có một đối tượng mà thôi. Tiếng Pali là citta, cittasa, ekagata. Thì cái đối tượng duy nhất ở đây tức là cái tâm thần nó đang phát hiện ở trong ta, có thể là tâm thần tín tức là niềm tin. Chúng ta tiếp xúc với tâm thần đó, chúng ta nhận diện tâm thần đó, chúng ta làm cho cái năng lượng hoan hỷ nó phát triển, và chúng ta ôm lấy cái tâm thần đó, và chúng ta nuôi dưỡng tâm thần đó để cho tâm thần đó nó lớn lên, thì đó là tâm định. Trong trường hợp cái tâm thần đó là một tâm thần tiêu cực, ví dụ như là tâm thần tham dục, thì chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta dồn hết tất cả cái lực lượng chánh niệm chúng ta, chúng ta ôm nó, chúng ta quán chiếu. Thế là làm đó. Thì cố nhiên cái niệm của chúng ta nó có ánh sáng, cái chánh niệm nó có ánh sáng, nó có tuệ giác. Và khi mà chúng ta dồn hết tất cả cái niệm lực vào, cái đối tượng là tham dục này, thì cái năng lượng của niệm nó sẽ chuyển hóa cái năng lượng của tham dục. Và chúng ta sẽ từ từ thấy được cái bản chất của cái tham dục đó, của cái sự tham vọng, của cái sự vướng mắc. Và cái vùng năng lượng của tham dục đó, nó sẽ có sự thay đổi, nó sẽ có sự thay đổi bên trong. Sự thay đổi đó nó được nó xảy ra
nhờ có sự can thiệp của cái vùng năng lượng khác là năng lượng thanh nhiệm. Cái năng lượng tham dự là năng lượng số 1. Cái năng lượng của chánh niệm là năng lượng số 2. Năng lượng số 2 bao trùm lấy, ôm ấp lấy cái nguồn năng lượng đó. Và do đó cho nên tự nhiên nó có cái sự chuyển hóa của cái nguồn năng lượng thứ nhất. Cũng như là trong cái phòng, trong cái tháp đường, trong cái pháp điện chuyển hóa này, buổi sáng khi mà thức dậy thì không khí nó lạnh, thì không khí lạnh là số 1, năng lượng số 1. Và khi mà chúng ta vào thì lượng chúng ta đốt lò lên thì bắt đầu chúng ta sản xuất ra những cái không khí nóng, và đó là năng lượng thứ hai. Không khí nóng nó đi tới, nó đi tới, nó gần gũi, nó ôm ấp cái không khí lạnh, và nó chỉ làm công việc đó thôi. Thì sau một thời gian cái không khí lạnh nó ấm lên, thì ấm nó ôm ấp cái lạnh, một hồi thì cái lạnh tự nhiên nó bớt lại. Thì cái tham dục cũng vậy, cái tâm hành tiêu cực của chúng ta được ôm ấp, được trở thành đối tượng của cái định. Và khi mà cái năng lượng của chánh niệm của định nó đi vào trong cái vùng năng lượng của tham dục thì nó có cái sự chuyển hóa. Cũng như là khi mà bà mẹ thấy con khóc, nghe con khóc thì bà mẹ mới bỏ công việc mình đang làm, đi vào hai phòng con và đứng đó vào trong hai tay. Thì bà mẹ được làm bằng cái năng lượng của sự dịu hiền, của sự chăm sóc, của sự thương yêu. Cho nên em bé nằm trong vòng tay của mẹ được chừng nửa phút, có khi ít hơn một phút, thì cảm thấy nó êm dịu, cái niềm đau nó êm dịu lại, thì mình thích khóc. Tức là năng lượng khổ đau của em bé nó được chuyển hóa bằng cái năng lượng của sự ôm ấp, của sự dịu dàng của bà mẹ. Nếu bà mẹ tiếp tục bế con với trách nhiệm, với sự thương yêu, thì bà mẹ sẽ tìm ra cái lý do tại sao cái con không nó nói hoặc là nó sốt. Thì chánh niệm tức là ánh sáng, nó là cái năng lượng có thể ôm ấp, có thể làm dịu được và có thể cho chúng ta thấy được cái nội dung, cái tự tính, cái bản chất của cái niệm thân dục kia. Và chánh niệm nó mang trong nó cái năng lượng của sự quan chiếu, niệm định, trong niệm có định, trong niệm có tuệ. Và tự nhiên cái tham dục đó, cái tâm hành tham dục đó, nó tiêu, mục tiêu ta là tại vì ánh sáng dồn vào quá nhiều, thành ra chất mê mờ của nó được trình bày cách quá rõ ràng. Chết mê mờ, chết khổ đau của nó được trình bày cách quá rõ ràng, vì vậy cho nên hành giả buông bỏ được cái tham dục. Vậy là cho nên cái hơi thở cái tiếp hơi thở 12 là tâm hành giác pháp.
trong bài về tiếng Việt. Tôi đang thở vào và cởi mở cho tâm ý của tôi được giải thoát tự do. Tôi đang thở ra và cởi mở cho tâm ý tôi được giải thoát tự do. Đây là nguyên tắc của thiền tập để chuyển hóa tâm lấy cảnh. Tâm lấy cảnh tức là tâm chỉ có một đối tượng và chitta sa ekagata. Eka là một, ekagata là lấy cảnh. Thì những cái tâm hành tiêu cực ở trong ta, tham đắm, giận hờn, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và tà kiến, và những cái tâm hành khác nữa cũng tiêu cực, mà chúng ta phải học thuộc lòng để có thể nhận diện khi chúng nó phát hiện những tâm hành đó có thể chuyển hóa được bằng cái năng lượng của chánh niệm của thiền quán. Trong trường hợp cái tâm hành là tốt đẹp thì cái sự thực tập và tâm hành định nó cứ tận, nó làm cho lớn hơn, lớn lên thêm những cái tâm hành tốt đẹp đó. Trong trường hợp những tâm hành không có tích cực thì tâm định nó có thể ôm ấp, nó có thể tiếp xúc, nó có thể cảm hóa, nó có thể giải phóng cho cái tâm hành này. Chúng ta biết chuyện này là một chuyện rất tự nhiên. Chúng ta đang buồn, đang khổ, có một người bạn tới ngồi với chúng ta. Người bạn đó có thể không nói năng, không có làm gì. Nhưng người đó tới gần người chúng ta thôi, và ngồi trên người bạn đó thì 5 phút sau, 10 phút sau, để làm sao chúng ta thấy nỗi khổ là tại vì cái năng lượng của người bạn nó tiếp xúc. Cái người bạn đó là người hiểu mình, người thương mình, người có sự thương. Và khi mình tới, mình ưa tới, không biết nó ưa tới, nó ngồi trên với mình. Có thể không phải là tại mình có cái cước kẹo mà nó tới, mà có khi tại vì ngồi với mình nó thấy được gì. Vậy để cho nên một cái vùng năng lượng, khi mà tiếp xúc với một vùng năng lượng khác, thế nào là con? Rồi có những người có những cái vùng năng, có năng lượng rất là tiêu cực, mình ngồi gần người đó, mình cảm thấy mình bất mãn, mình cảm thấy không có được an toàn, và tại mình có thứ rồi mình muốn tránh, không muốn ngồi gần cái vùng của mình. Vì vậy cho nên tu học cũng có nghĩa là mình biết cái phương pháp để mà tạo ra những cái nguồn năng lượng tốt, những cái nguồn tích cực nó có thể nuôi dưỡng mình và nó có thể có ảnh hưởng tốt trên cuộc sống. Và đời của người tu là một ngày phải vun bón, phải sản xuất ra cái năng lượng tích cực đó. Trên ba ba năng nó có nghĩa là gieo trồng,
buông bỏ, the cultivation of the positive energy. Và những cái mà chúng ta gọi là positive energy đó, tức là chánh niệm, chánh định, kể ra từ bi, thiện, xa. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong kinh Niệm Xứ. Này các vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong các quán niệm tâm thức như tâm thức như thế nào, mỗi khi trong nội tâm có phân biệt, vì khất sĩ thấy ý thức là nội tâm có phân biệt. Mỗi khi nội tâm không có phân biệt, vì ấy ý thức là nội tâm không. Mỗi khi trong tâm có sân hận, vì ấy ý thức là trong tâm có sân hận. Mỗi khi trong tâm không có sân hận, vì ấy ý thức là trong tâm không có sân hận. Mỗi khi tâm thức mình si mê, vì ấy biết ra tâm thức mình si mê. Mỗi khi tâm thức mình không si mê, vì ấy ý thức ra tâm thức mình không si mê. Mỗi khi tâm thức mình có thu nhất, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình có thu nhất. Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở nên khoáng đạt, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình có được, thì ấy ý thức rằng tâm thức mình có được. Mỗi khi tâm thức mình không có được, thì ấy ý thức rằng tâm thức mình không có được. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát thân thân, thì ấy ý thức rằng tâm thức mình giải thoát thân thân. Mỗi khi tâm thức mình bị ràng buộc, thì ấy ý thức rằng tâm thức mình bị ràng buộc. Cứ như thế, vì các sự an trú trong sự quán niệm tâm thức trong tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả bên trong và bên ngoài. Vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi của những tâm hành, hoặc quá trình hủy diệt của các tâm hành, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt của tâm hành. Vì ấy quan niệm có tâm hành đây đủ để quan chiếu và ý thức được sự có mặt của tâm hành đó, và như vậy vì ấy sống một cách tự do, không bị bất cứ một cái gì trong cuộc đời làm dối mình. Vì các sự quan niệm tâm hành nơi tâm hành là như thế nào, thực tình nói là tại vì cho nên học kinh văn này thật mình sẽ luôn luôn rất đẹp để tham khảo. Cái học của chúng ta không phải học thuộc lòng, mà là cái việc học kinh và đem hết tất cả cái điểm của cái thời gian của mình để mà học kinh. Và trong khi mà học như vậy thì chúng ta căn cứ trên đó, căn cứ trên kinh nghiệm và kiểu ra của chúng ta để chúng ta tạo ra cho chúng ta những bài tập đó. Những bài tập để mà đối phó, để mà trị liệu với cái trường hợp đặc biệt của tâm lý. Thì tới chúng ta sẽ nói về, chúng ta sẽ tiếp tục về những bài tập này, về cái 13, 14, 15 và 16.
về sự quán niệm các pháp trong các pháp.